Chào các bạn, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về cái mạch nguồn. Thì để nắm rõ về cái vai trò của mạch nguồn thì chúng ta sẽ xem cái sơ đồ này. Bất kỳ một cái lĩnh vực nào liên quan tới chữ điện, điện tử, điện công nghiệp, điện cơ, điện lạnh, điện, hễ có chữ điện thì chúng ta có chung một điểm, đó là cái nguyên lý mạch điện. Thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này chúng ta mới học được. Thì cái vai trò của cái nguồn trong cái mạch điện nó làm sao thì các bạn sẽ xem cái mô hình này. Đây là mô hình. Thì trong cái mô hình mạch điện á, thì cái nguồn điện nó giữ vai trò quan trọng. Thì không có nguồn điện thì không có cái mạch điện. Thứ hai là cái tải điện. Thứ ba là cái gì? Khóa ca, thứ ba đóng cắt. Thứ tư là dây dẫn kết nối giữa nguồn và tải. Thì bốn cái thành phần này trong cái mạch điện là không thể thiếu. Bởi vì đây là nếu thiếu một trong các thành phần thì không hình thành được mạch điện. Ví dụ không có nguồn thì sao tải hoạt động được? Không có tải thì cái nguồn không có mạch điện được. Thì cái mạch điện là gì? Mạch điện là người ta hiểu là dòng điện chạy trong mạch hay dòng chảy của hạ mạch điện. Thì đây là mô hình mạch điện. Thì cái nguồn điện đây là giữ vai trò rất quan trọng, có thể nói là số 1 trong cái mạch điện. Thì chúng ta thấy nè, như vậy thì chúng ta có mấy loại nguồn điện? Hai loại. AC và DC. AC là soi chiều, DC là một chiều. Đó, như vậy thì hôm nay trong cái chương trình hôm nay tôi trình bày cho các bạn về cái cách người ta chuyển đổi cái mạch AC thành DC. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rồi đó, người ta chuyển từ DC thành AC được không? Được, rất là dễ dàng. Tương tự, tức là hai cái mạch này, tức là điện nguồn điện AC người ta có thể chuyển từ DC được và ngược lại. Tuy nhiên cái nguồn từ AC chuyển DC, đây là cái nguồn rất phổ biến, rất phổ biến trong hầu hết các cái mạch điện tử đều có cái mạch này. Và cái cách ta chuyển đổi thì bạn lưu ý nè, ta chuyển thế nào? Có hai giai đoạn. Một là chuyển từ AC sang DC. Bước thứ hai là người ta ổn định điện áp. Điện áp từ AC sang DC mà nếu không được ổn định thì thật ra thì nó xài không có ngon, xài không tốt. Trong một số cái yêu cầu nghiêm ngặt, chẳng hạn như là cái vi xử lý, mạch của vi xử lý thì cái đòi hỏi cái độ ổn định điện áp rất cao, độ chính xác cao. Thì do đó đó, sau khi chuyển đổi từ AC sang DC, người ta có thêm một cái gì? Một cái bước tiếp theo là ổn định điện áp. Thì cái cách đó đó, cái phương pháp đó đó, cái kỹ thuật đó đó, nó có hai cái kiểu. Một là cái kiểu ổn định theo phương pháp tiến tính. Cái kiểu thứ hai là ổn định theo phương pháp độ gọng xung, điều chế độ gọng xung. Hay ta nói nôm na là nguồn xung đó, nguồn tiến tính đó. Thì do cái lưu lượng, cái thời gian lượng nó có hạn, thì cái buổi hôm nay tôi sẽ tập trung chia sẻ cái cách phân tích cái mạch nguồn ổn áp chuyển từ AC sang DC ổn áp bằng phương pháp tiến tính. Và cái phương pháp, cái ổn áp bằng phương pháp nguồn xung thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong buổi sau, trong cái bài tiếp theo. Rồi thì chúng ta thấy nè, đây là cái sơ đồ mạch điện của cái nguồn từ AC chuyển thành DC mạch theo kiểu phương pháp tiến tính. Thì chúng ta thử xem nha. Đầu tiên để học được tốt cái mạch này thì chúng ta phải xem, thứ nhất là cái mạch này nó gồm những cái thành phần nào, nó ký hiệu làm sao, và đó là cái gì, nó hoạt động làm sao. Đầu tiên có vào, ngõ vào thì đây là cái nguồn AC. Cái nguồn AC thì sẽ gồm có hai cực, một cái cực là dây lai và cái dây trung tính. Nguồn AC này là nhiêu? 220V là 50 Hz. Nó 220V 50 Hz. Đó. Rồi, nguồn này sẽ qua cái gì? Đi qua cái cầu chì. Rồi, qua mắt nối tiếp với cuộn dây. Rồi mắt song song với lại cái tụ điện, hai tụ điện song song. Và đây cuộn dây, một cuộn dây được nối tiếp ở trên đường dây trung tính, một cuộn dây nối tiếp với đường đi của dây lai. Và cuối cùng là được nối vào ở đâu? Nối vào cuộn sơ cấp của biến áp. Biến áp là cái gì? Biến áp, máy biến áp. Đây. Rồi sau khi qua máy biến áp thì qua một cái gì? Cầu diode, tức là bốn diode được mắc hình cầu.
rồi và mà nói với mắt song song với một cái tụ điện rồi tụ lọc à. Rồi tiếp tục mắt nói tiếp với một cái IC7812 thì giải thích sơ lược bạn nghe. Cầu chì là thiết bị đóng cắt tương ứng cho mạch điện, đây là thiết bị quan trọng nhưng nó không ảnh hưởng tới cái chuyển đổi năng lượng. Cầu chì cho phép dòng điện đi qua với điều kiện là dòng điện đi qua cầu chì phải nhỏ hơn bằng cầu chì. Nếu mà dòng điện do sự cố thì dòng điện tăng lên thì cầu chì sẽ đứt để bảo vệ mạch điện. Tiếp theo chúng ta thấy bây giờ chúng ta phân tích cái mạch này để cho hiểu được, chúng ta muốn hiểu được mạch điện chúng ta buộc lòng phải phân tích, mà phân tích thì chúng ta phải đưa về cái mô hình mạch điện, nghĩa là chúng ta xem cái mạch điện này nó chạy dòng điện chạy từ đâu sang đâu, rồi ngọn đâu, tải đâu, thiết bị đóng cắt ở đâu, chứ không thể nào nhìn vô mạch nó nấm gừng vậy thì người ta không thể nào người ta phân tích được hết. Mà nếu không phân tích được thì chúng ta sửa không có được, hoặc được thì cũng rất dở, thấy chưa? Thì chúng ta thử xem này, chúng ta thử xem, chúng ta tách ra, tách riêng ra từ đây. Chúng ta xem cái máy biến áp nó gồm có hai cuộn dây, một cuộn phía bên sơ cấp là có số vòng là N1, một cuộn phía bên thứ cấp là có số vòng là N2. Đó. Thì như vậy cái mạch nguồn ta, nguồn AC chúng ta nối vào đâu? Nối vào cầu chì, nối qua cuộn dây, nối cuộn dây và nối qua hai đầu của cuộn sơ cấp của máy biến áp. Như vậy chúng ta nhìn thấy nè, giữa sơ cấp và thứ cấp máy biến áp nó có nó thông không? Chắc chắn là không thông. Nè, nó chỉ nối qua một cái quấn nhau qua cái lỗ sắt thôi, không thông nhau, không nối mạch với nhau. Nè. Thì chúng ta xem nè, nguồn AC biết rồi, nguồn 220V 50Hz. Ở đây cầu chì biết rồi, cuộn dây, tụ điện, cuộn dây. Chúng ta hay gọi cái này là cái gì, người ta gọi này bẫy chống nhiễu. Mà này là bẫy chống nhiễu. Đó. Thì cái chức năng hoạt động nó làm sao mà nó chống nhiễu? Chúng ta thấy nè. Điện trở của cuộn dây EGL nó sẽ bằng 2BF nhân cho L, có nghĩa là bằng 2 bằng omega L. Omega là 2B nhân F. L là độ tự cảm của cuộn dây. Thì như vậy chúng ta thấy điện trở của cái cuộn dây ngoài phụ thuộc giá trị độ tự cảm của cuộn dây 2B là hằng số, B là bằng 3,14. Và nó phụ thuộc vào cái tham số F. F là tần số của nguồn. Thấy chưa? Tương tự đây là giống nhau. À. Như vậy thì sao? Như vậy thì khi cái tần số mà nó cao lên, thì thấy nè, tần số lớn lên, chúng ta lưu ý gì? Nhiễu thông thường có đặc điểm gì? Tần số rất cao. Tín hiệu nhiễu hoặc tín hiệu sét có đặc điểm là tần số rất cao, F rất cao. Do đó khi mà nhiễu thâm nhập vào đây thì cuộn dây này lập tức trở thành một cái điện trở rất là lớn. Đây tôi thấy rất lớn, hàng triệu ôm. Đó, điện trở lớn hàng triệu ôm thì cái mạch điện mà có điện trở rất lớn thì dòng điện chạy được không? Dĩ nhiên là không chạy qua được. Thì cuộn dây này trở thành giống như một mạch đứt. Hả mạch, được chưa? Thì cái chức năng chống nhiễu của cái cuộn dây là như vậy. Tương tự, để an toàn người ta thiết kế cả hai chiều, hai đường, một đường dây lai, hai đường trung tính đều có hai cuộn dây hết. Giả sử nhiễu xâm nhập đường trung tính nó cũng giống như vậy. Tần số cao, điện trở lớn thì nó cũng quá giải, tức là nó tăng điện trở lên làm cho cái cuộn dây này nó tăng trở, làm giống như là cái mạch này đứt. Tương tự. Ngược lại. Cái tụ điện C này nó có giá trị gì? ERC, điện trở ERC bằng 1 chia C nhân cho omega. Nghĩa là 1 chia C nhân 2BF cũng tương tự như cái điện trở của cuộn dây. Tuy nhiên điện trở của cái tụ điện tần số lúc này nằm dưới mẫu. Như tôi nói nãy đó, nhiễu có đặc điểm, tín hiệu nhiễu hay là gì? Xung xét có đặc điểm là tần số rất là cao. Và ở đây chúng ta thấy nè, một cái phân số mà tần số F nằm dưới mẫu thì cái F này lớn thì có nghĩa là sao? F lớn thì sao? RC tiến về không.
Cái này F lớn thì E gần L tiến vào đâu? Vô cùng. Tại vì nằm trên tử. Còn này F lớn thì E G C tiến về về không. Về không có nghĩa là cái mạch này giống như nó tắt. Đấy. Cái hay của cái tụ điện với cái tụ cuộn dây chỗ này, nó tắt. Thì chúng ta hiểu sao? Với tín hiệu nhiễu tần số cao, nếu nó xâm nhập vào cái mạch này chỗ này nhiễu thì lập tức cuộn dây trở thành mạch mạch hở, tức là ngắt mạch đó, và tụ điện trở thành một cái mạch nối tắc, thì cái dòng nhiễu, cái dòng điện nhiễu nó sẽ đi vào, đi từ dây lai đi qua cái tụ điện, đi về dây trung tính và mát xuống đất hết, tức là đi về không thâm nhập cho được cái mạch phía sau. Ở đây là tôi gọi cái cầu, đây là cái bẫy chống nhiễu. Cái bẫy là nó bắt được, nó bắt được nhiễu tắt ra, được chưa? Thì cái đặc điểm rất hay của cái tụ điện và cái cuộn dây. Tuy nhiên đối với cái nguồn điện AC 50 hẹt, có nghĩa là tần số này khá nhỏ, khá nhỏ thì sao? Cái cuộn dây này có điện trở rất là nhỏ, nhỏ, và tụ điện này làm sao? Tụ điện có điện trở cũng khá lớn, giờ một chia cho mấy trăm mấy ngàn thì cũng khá lớn. Đó, trong khi này một chia hàng triệu thì khá nhỏ, còn này một chia trăm thì cũng khá lớn. Do đó đối với cái điện AC tần số 50 hẹt thì cái tụ này giống như mạch hở, còn cuộn dây nó như nó tắt, nó ngược lại. Thì chúng ta để phân tích được cái mạch này thì chúng ta đưa về một cái mô hình mạch điện giống như cái mô hình mình tôi dạy các bạn hoài. Thì cái mạch điện nó phải có 4 thành phần, không dư không thiếu. Thì đây là cái gì? Đây là cuộn dây, cuộn dây của máy biến áp, cuộn dây sơ cấp. Đây là giống như cái tải. Thì chúng ta đo, chúng ta thử nghiệm, chúng ta đo được cái đường này là 500 ohm. EG này bằng 500 ohm, khoảng 500 ohm. Khoảng 500 ohm. Tùy theo cái biến áp, nhưng mà máy biến áp nhỏ nhỏ tôi đo được 500 ohm. Thì đây như một điện trở tải. Chúng ta thấy nè, như nói nãy đó. Cái K là cầu trì, chúng ta đóng cắt. Và do cuộn dây đối với điện 50 hạt thì cuộn dây bây giờ là gì? Mạch nối tắc. Chúng ta đưa vào cái cuộn dây mà nối tắc đây dễ dẫn. Rồi sao nữa? Tất cả hai cuộn dây rồi tụ điện như mạch hở. Thì bây giờ cái mạch chúng ta là gì? Mạch ta đơn giản giờ chỉ còn gì? Nguồn điện 220 hạt, rồi cái phát K, rồi cái điện trở, cái điện trở tải bây giờ là cái gì? Điện trở của cuộn sơ cấp máy biến áp. Được chưa? Đó. Thì có mạch điện thì phải có dòng điện chạy trong mạch. Dòng điện chạy sao? Dòng điện theo định nghĩa là chạy từ nơi điện thế cao sang điện thế thấp. Đó, chúng ta thấy là đây là dây lai nè. Cái điện AC có hai dây nè, hai cực nè. Và dây lai nè, và dây trung tính. Và chúng ta mô tả trên đồ thị nè. Dây trung tính là luôn luôn cái gì mà không vôn. Đây không vôn. Là đường thẳng. Nằm ngang. Và cái dây lai là có giá trị từ 0 tăng dần đến 220 cộng 22 và trừ giảm dần trừ 220. Đó, đây là cái đặc điểm của điện xoay chiều hai bán kỳ. Từ 0 tăng về cộng 220 giảm về trừ 220. Đó. Thì như vậy thì sao? Chúng ta thử phân tích cái mạch này xem. Chúng ta tách ra làm hai cái khoảng thời gian. Cái khoảng thời gian đầu tiên người ta gọi là T1. Thời gian thứ hai là T2. T1 là bán kỳ dương, T2 là bán kỳ âm của một cái chu kỳ điện AC một pha. Nha. Thì chúng ta thấy, nhìn thấy nè. Ở bán kỳ dương thì điện áp của dây lai luôn luôn dương hơn không. Đây, nhìn thấy. Thì dòng điện chạy từ đâu? Khi đóng phát K là dòng điện chạy từ đâu? Chạy từ dây lai qua phát K đi ngang qua cuộn dây sơ cấp đi về dây trung tính. Ví dụ chúng ta cho cái cực tính cuộn dây đây là A nè, đây là B. Thì chúng ta thấy dòng điện nó chạy từ A sang B của cuộn dây. Đấy chưa? Đó là một bán kỳ. Rồi ở bán kỳ sau, ở bán kỳ sau là bán kỳ âm, ở bán kỳ âm của điện AC
Thì lúc này chúng ta thấy sao? Bất kỳ âm thì sao? Dây trung tính có điện áp là 0V, trong khi dây lai có điện áp là gì? Âm 220V lớn nhất, và nó giảm từ 0 giảm về âm 220. Thì trong suốt một cái thời gian là T2, cái này là bán kỳ âm, nửa chu kỳ sau của cái chu kỳ của xung điện AC, thì chúng ta thấy rõ ràng về dây trung tính lúc này điện thế sẽ cao hơn dây lai, không sẽ cao hơn 220, cao hơn âm. Cái này tôi dạy rồi ha. Điện thế 0V sẽ lớn hơn điện thế âm V. Thì ở bán kỳ âm, dòng điện sẽ chạy ngược lại, đi từ 0V, đi từ B, trở về A, đi ngang qua cuộn dây sơ cấp của máy biến áp ha. Và đi đâu nữa? Đi qua phá ca, đi về dây lai. Nó tức là ở bán kỳ âm thì dòng điện đi ngược lại, đi ngang cuộn dây ngược lại, đi lại rồi I2 đi, I1. Thì như vậy với cái mạch điện này thì chúng ta thấy rõ ràng hai bán kỳ khác nhau thì dòng điện sẽ chạy ngang cái cuộn sơ cấp của cái máy biến áp hai chiều khác nhau, cùng một dòng điện cường độ giống nhau, cùng một giá trị giống nhau, nhưng mà khác chiều, ngược chiều, đổi chiều. Thì cái đây là cái đặc điểm của cái gì? Của điện sôi chiều, chạy qua chạy lại, chạy xuống chạy lên, chạy từ A sang B, từ B sang A. Nó chứ không có chạy song song. Nhớ nghe, ở bán kỳ dương chạy từ A sang B, bán kỳ âm chạy từ B sang A là do cái tính chất sôi chiều của cái nguồn điện AC. Rồi. Thì tới đây chúng thấy dòng điện có chạy được không? Dòng điện cắm nguồn AC vào thì nó chạy như thế thôi. Nó chỉ chạy trong mạch như thế thôi, vẫn thôi. Rồi nó làm sao mà nó qua bên qua có dẫn điện qua cuộn thứ cấp được không? Dòng điện dẫn điện khi cái mạch điện này nó thông nhau, nó thông nhau mặt vật lý. Được chưa? Vậy thì hai mạch này thông nhau không? Chúng ta đo không thông nhau. Chúng ta lấy máy đo, ta đo điện trở từ đây qua đây không thông nhau, điện trở rất lớn. Vậy thì bên phía này có điện áp không? À, cái câu hỏi đặt ra tại sao bên kia có điện áp? Chắc chắn bên phía thứ cấp sẽ có điện áp. Tại sao kỳ lạ vậy? Dòng điện nguồn AC cắm điện vào thì nó chạy lẫn quẩn trong cái cuộn sơ cấp này, từ A sang B, từ B sang A, từ cuộn dương sang âm chạy ngược lại. Ở chương trình học vật lý phổ thông chúng ta có một định lực rất là hay, đó là định lực cảm ứng điện từ. Thì do cái dòng điện này nè, nó chạy qua cái cuộn dây sơ cấp này, nó chạy hai chiều, tức là nó thay đổi biến thiên, có biến thiên lúc chạy qua, lúc chạy lại, lúc chạy qua chạy lại, lúc từ A sang B, lúc từ B sang A, thì ta được xác định đó là dòng điện biến thiên. Và theo định lực cảm ứng điện từ, dòng điện biến thiên thì nó mới xuất hiện cái gì? Sức điện động cảm ứng. Nó có tính chất cảm ứng và nó cảm ứng qua cái cuộn thứ cấp nha, do cái tính chất biến thiên. Như vậy chúng ta cần nhớ là về sau chúng ta sẽ có một cái mạch giống vậy, nhưng mà gọi là mạch xung. Mạch xung hay tín hiệu xung nó vẫn có tính chất gì? Biến thiên. Tuy nhiên nó ở mức độ biến thiên, do nó biến thiên thì nó sao? Nó sẽ cảm ứng qua được cái cuộn dây bên phía thứ cấp đó. Thì tùy theo cái số vòng của cuộn thứ cấp, tỷ lệ so với cuộn sơ cấp mà mức điện áp nó ra cuộn thứ cấp nó có giá trị bằng bao nhiêu. Được chưa? Thì ở đây chúng ta thấy nè, 220, ở đây giả sử nó có công thức thế này nè, N1 chia cho N2 bằng U1 chia cho U2. Đó. Như vậy thì U2 suy ra U2 sẽ bằng gì? Bằng U1 chia cho N2 chia cho N1 nhân cho N2. Chúng ta hiểu đơn giản. Nếu mà cái cuộn sơ cấp lớn hơn cái cuộn thứ cấp bao nhiêu lần thì điện áp ở cuộn sơ cấp sẽ lớn hơn điện áp cuộn thứ cấp bao nhiêu lần. Ví dụ đây là ở cuộn sơ cấp là 220 V. Chúng ta muốn sao? Muốn cái ngõ ga này thứ cấp này điện áp 22V. Thì cái số vòng của cuộn thứ cấp sẽ nhỏ hơn bao nhiêu lần? 10 lần. Ví dụ cái cuộn sơ cấp người ta quấn 100 vòng
thì cái cuộn thứ cấp vẫn 10 dòng, tỷ lệ đúng vậy đó, thì nó ra được hai đúng tỷ lệ. Do đó cái việc gì, cái việc muốn làm cho cái điện áp ngõ ga này thay đổi như ý muốn nào đó thì do nhà thiết kế ta làm. Thì trong một số mạch điện nguồn tiến tính thì ta sử dụng điện áp thường là trong mạch máy lạnh đó, hoặc máy giặt tủ lạnh đó, người ta sử dụng hai mức điện áp 5V 12V, thì có nghĩa là điện áp thấp, điện áp một chiều thấp. Thì thông thường chỗ này là cái máy biến áp giảm áp chứ không phải tăng áp. Còn trong trường hợp người ta muốn tăng áp thì sao, giống như trong cái siệt cá thì cái chỗ này sao, cái sơ cấp cái số vòng nó nhỏ hơn cái thứ cấp, ta vẫn tăng lên. Đó là chỗ này toàn là kiến thức phổ thông không chứ không gì khác, không gì mới lạ, nhưng tôi phân tích kỹ cho mấy bạn nghe ha, các em nghe cho rõ hơn. Rồi nhờ tính chất mà thay đổi nó cảm ứng qua đây được. Và chúng ta tiếp tục như vậy thì chúng ta sao, chúng ta thấy đây nè, như vậy tiếp tục ở cái phía thứ cấp của cuộn biến áp nó vẫn là cái nguồn điện, nó vẫn là nguồn điện AC. Bây giờ AC, đây là AC, AC này AC bao nhiêu volt, bây giờ không phải là 220 nữa mà điện áp nó giảm xuống, nó giảm xuống. Thì trong cái máy lạnh thì thông thường giảm xuống bên đây khoảng 18 volt tùy theo cái máy. Thông thường nó 18 volt, có máy 24 volt, thì tùy theo cái máy nó thiết kế. Rồi bây giờ cái chỗ này là chúng ta lưu ý nè, cái cuộn dây này nè, cuộn dây thứ cấp nó sẽ có một cái số vòng quấn nhất định, thì do đó nó sẽ có một cái nội trở, tức điện trở nội đó. Thì bình thường thì chúng ta cũng không quan tâm lắm, tuy nhiên một lát sau chúng ta sẽ phân tích các trường hợp hư hỏng của cái bộ nguồn á, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó. Chứ còn giờ chúng ta xem như nó không có, nên chúng ta xem bỏ qua này cho dễ phân, dễ hiểu. Rồi thì sau khi nó qua được cái biến áp phía thứ cấp điện AC này khoảng 18 volt, các bạn lưu ý nghe, nó muốn như là bao nhiêu volt cũng được hết trơn á, lưu ý là do tỷ lệ tao quấn thôi, tao thiết kế thôi chứ không gì chứ. 18 volt ở đây là DC 18 volt, nhiêu hạt cũng là 50 hạt nha, chứ không thay đổi nha. Rồi sau đó nó đưa qua cái gì, qua cái cầu diode 4 diode, bây giờ 4 diode. Thì tương tự chúng ta thấy nè, điện AC do nó hai bán kỳ dương âm, thì chúng ta thử phân tích coi ở bán kỳ dương đây, bây giờ lai bán kỳ dương, nếu mà này đóng thì dòng điện sẽ chạy từ điện áp cao sang điện áp thấp, chạy từ dây đai đi qua phá ca, đi qua diode. Ở trong đây có diode, nó có 4 linh kiện, một là điện trở, hai cuộn dây, ba tụ điện, 4 là diode. 4 linh kiện này tôi đã dạy rồi trong các bài trước, tuy nhiên để cho các bạn hiểu hơn, kỹ hơn một tí sau tôi nhắc lại, nhưng nhân đây chỗ này chúng tôi chỉ bạn dòng điện chạy trong mạch từ điện áp cao cho điện áp thấp, mà khi dòng điện chạy đi tới điện gặp iốt mà nó gặp cái đầu gì, cái đầu băng mà không có gạch gọi là anode, còn cái đầu băng, cái đầu nhỏ mà có gạch ngang á là cathode. Thì nó gặp cái đầu anode trước thì dòng điện chạy ngang qua được diode, còn ngược lại là không được. Thì chúng ta thấy là dòng điện chạy trong mạch này qua phá ca đi tới đây gặp đi con diode gặp cái đầu anode trước thì dòng điện chạy ngang được qua cái diode. Rồi xong chạy qua điện trở tải, đây có tải giả định nha, chứ không có, trong mạch không có, chưa có tải, mạch nguồn là không có tải, tải chúng ta cắm vào sau đó, ví dụ đây có tải vào đây gần là, thì cái tải này có hai điểm AB, nó là điện trở giả định. Thì như vậy thì sao, dòng điện chạy từ A sang B, rồi chạy qua điện trở thứ hai, ở đây là ghi hiệu D3 đây thì sao, chúng ta gặp cái đầu gì, gặp cái đầu bằng là đầu anode, chúng ta cho nó để chạy qua xong qua nối về trung tính. Như vậy ở bán kỳ dương chúng ta có gì, nguồn điện AC dòng điện chạy từ dây lai qua diode D1 chạy qua tải từ anode B qua diode D2 rồi chạy về trung tính.
là do kính một mạch, nó đây là hình thành được mạch điện hoàn chỉnh. Như vậy dòng điện vẫn chạy từ A đến B ha. Rồi tương tự chúng ta phân tích ở bán kỳ âm. Bây giờ bán kỳ âm thì cái dây lai của mình bây giờ là gì? Bây giờ dây lai của nó là mình là gì? Là âm rồi chứ không phải còn dương nữa. Còn dây trung tính là nhiêu? Không quên. Như vậy chúng ta thuộc nằm lòng cái quy luật dòng điện chạy từ điện thế cao sang điện thế thấp. Như vậy bây giờ là cái điện thế dây lai nó sẽ thấp hơn điện thế dây trung tính. Dòng điện sẽ xuất phát từ dây trung tính đi đâu không biết, trong mạch cuối cùng phải về cái dây lai. À, thì đây là dây trung tính xuất phát đây và dòng điện bắt đầu chạy. Chạy tới gặp diode D2 thì gặp cái đầu gì, đầu anode trước thì nó cho đi chạy qua. Chạy qua xong rồi nó chạy về cái gì? Về cái phát về cái tải. Cái tải từ A đến B. Ha. À, dòng điện chạy từ A đến B. Đây dòng điện này, dòng điện ở bán kỳ âm. Đây y. Chạy qua. Sau đó dòng điện chạy theo mạch này đi về dây lai, gặp cái diode D4 thì gặp cái đầu nào? Gặp cái đầu anode. Thì cũng cho dòng điện chạy qua. Thì đây là dòng điện hình thành một mạch kính. Nó trở về dây lai. Tuy nhiên, lúc này là điện áp nó thấp hơn, không phải là bằng 220V nữa mà là bằng 18V. Đấy chưa? 18V. Thì như vậy sao? Chúng thấy cả hai bán kỳ dương lẫn âm, cái nguồn dương hoặc nguồn âm, thì với cách thiết kế như vậy thì cái dòng điện vẫn chạy ngang cái tải của chúng ta là từ A đến B. Thì như vậy nhờ bốn diode này người ta đã lái cái dòng điện từ soi chiều thành một chiều. Đó chưa? Cái hay của bốn diode ở chỗ này. Cái mạch này tôi gọi là mạch chỉnh lưu, chỉnh lưu, được chưa? Rồi chúng ta bây giờ chúng ta vẽ cái đồ thị, cái đồ thị của cái dòng điện qua tải này nó làm sao để chúng ta thấy nè. Bây giờ là hai bán kỳ, hồi nãy là điện áp hay dòng điện ra đó, là đây một bán kỳ dương âm do tính chất nó lái tức là hai bán kỳ đều chạy từ anh về hết. Thì như vậy thì ngõ ra thì nó có cái dạng sóng như thế này. Bây giờ dạng sóng này hình sin nhưng mà hai bán kỳ đều dương hết, phải chưa? Sin đảo. Đây là dạng sóng ngõ ra sau khi chỉnh lưu, phải chưa? Và dạng sóng ngõ ra này nếu ở ngõ ra này 18V thì sau khi trục áp hai con diode mỗi con khoảng 0.7V, đây là mỗi con khoảng 0.7V thì sau khi trục áp thì nó còn lại khoảng là 16.6V, giá trị đỉnh nha, giá trị đỉnh. Được chưa? Như vậy thì sao? 16.6V sau khi tại vì sau khi sụp hai con diode là sụp bao nhiêu? 1.4V, 0.7 nhân 2. 1.4V. Thì nó còn lại khoảng 16.6V. Rồi, người ta bắt thêm ở ngõ ga của cái mắt song mắt con ga nè. Một cái tụ mắt song song với ngõ ga một cái tụ. Đây được xem là mát gì? Ở trong mạch này có hai cái mát, lưu ý. Một cái mát AC. Đây. Vì là lý do nguồn điện ban đầu là AC, mát AC đây. Sau khi qua cái biến áp vẫn có AC, mát AC đây. Chúng ta ký hiệu khác nhau. Mát AC thì nó vẽ khác chút nè, mát DC thì vẽ khác chút. Đó, khác chút thế là lưu ý ha. Nó khác chút, mát này mát DC nè. Đó, mắt DC nè, mắt AC nè, đó, khác chút. Đó, mắt AC nè, đó sẽ là mắt DC nè, mắt AC nè, ha. Mắt này là mắt DC nè, ha. Đó. Thì người ta mắc ở giữa đâu? Giữa dương DC và âm mắt DC một cái tụ điện. Thì chúng ta biết tụ điện làm gì rồi? Trước học linh kiện phần cơ bản rồi. Chút xíu tôi nói thêm. Cái tụ điện là nó là một thiết bị nạp điện, xả điện. Nó giống như một cái ắc quy đó. Thấy không? Tuy nhiên nó dùng lượng nhỏ hơn. Chúng ta tưởng tượng giống như cái bồn nước. Chúng ta nạp cho nước vô, xả nước ra, nạp vô xài.
Thì ở đây là điện, tụ điện là tích điện. Ha, tụ điện tích điện. Thì khi mà điện áp chúng ta xem là khi sau khi chúng ta không có lắp cái tụ. Thấy chưa? Thì điện ở vào nó hai bán kỳ hình sin. Sau khi chỉnh luôn nó là hai bán kỳ cũng hình sin nhưng mà sin dương hết. Đó. Tuy nhiên khi chúng ta lắp cái tụ vào thì chúng ta thấy nè, khi trong cái thời gian mà điện áp nó tăng từ 0 cho đến đỉnh của cái xung sin thì cái tụ được nạp vào, nạp đầy điện. À, tụ nạp đầy điện. Rồi sau đó khi mà cái giá trị của cái nguồn nó giảm xuống về 0. Chúng thấy rõ ràng chỗ này có khoảng 0 nè, 0V nè. Nếu không có tụ này thì trong mạch điện chúng ta luôn luôn có một khoảng thời gian không có điện áp, 0V. Tuy nhiên cái tần số này 100Hz chúng ta không thấy được. Ví dụ nó ra chúng ta lắp cho thiết bị nào đó nó chạy ngắt không, chúng ta không thấy được. Chúng ta xem gần như nó chạy suốt. Tuy nhiên về lâu về dài chúng ta sẽ mau hư thiết bị. Được chưa? Thì rõ ràng chúng ta có khe hở nè, khe hở này là không có điện. Đó. Đồ thị nó tăng hình sin giảm nè, chỗ này khe hở nè. Và nhờ cái tụ lắp vào thì nhờ cái tính nạp điện và duy trì nguồn điện xả ra. Được chưa? Thì nó sẽ lắp đầy được cái nguồn chỗ này. Đó. Được chưa? Và các bạn lưu ý nè. Khi chúng ta lắp cái tụ điện vào thì về mặt hình thức chúng ta thấy lắp đầy nè. Cái nguồn điện AC chúng ta thấy nó giờ chuyển thành DC. Và bây giờ sau khi có tụ thì nó sẽ gần như bằng phẳng hơn. Nó phẳng hơn. Ha, và phẳng hơn. Như vậy nếu tính điện áp trung bình, V trung bình thì nó sẽ lớn hơn cái điện áp trung bình mà chúng ta không có tụ. Thấy chưa? Và nó lớn hơn bao nhiêu lần? V trung bình. Trung bình có tụ. Có C bằng V trung bình không có C nhân cho căn 2 của 2 tức là 1,4 đó. 1,4 đó. Ví dụ đây là chúng ta ra được đây 18V, chỗ này 18V. Giả sử 18V hoặc 16,6V, cụ thể là 16,6V. Thì chúng ta nhân cho 1,4 gần như được nhiêu volt? Nó khoảng 24V đúng không? Chỗ này nhân thêm 1,4 bao nhiêu volt? 16,6 nhân cho 1,4 được ra khoảng 24V. Bây giờ 24V. 24V. Thì nhớ cần lưu ý nè. Cái tụ điện này nó giải quyết giúp chúng ta gì? Tránh cái trường hợp là cái nguồn điện của này nó bị mất. Mất chúng ta không phát hiện ra đâu. Tuy nhiên cái máy bóp thiết bị điện nó không chạy, nó không dẫn điện, nó không động. Thì nó làm cho cái máy nhanh hỏng. Chỗ này ha, là nó làm hỏng đi, đồng thời là nó cải thiện được cái điện áp trung bình ra. Điện áp trung bình được hiểu là điện áp một chiều, nhớ nha, một chiều. Đó, điện áp một chiều DC đó. Tại vì chúng ta chuyển cái mạch này là cái gì? Mạch này là mạch chuyển từ AC sang DC thì cái ngõ ra AC làm sao? Nó còn gần sóng. Sau khi chỉnh qua DC rồi đó thì nó vẫn còn gần sóng. Và chúng ta lắp thêm cái tụ là nó duy trì cái điện áp, nó làm cho điện áp được xả từ từ. Thấy không? Cái điện dung càng lớn thì cái tụ điện xả càng lâu. Và chúng ta thấy tuy nhiên nó vẫn còn gì? Dù cái tụ lớn cỡ nào lớn nó vẫn không thể nào xả một cách bằng phẳng được hết á, nó vẫn còn gần sóng. Nhấp nhô. Thì để cho điện áp ngõ ra nó luôn luôn là một giá trị cố định 5V và 12V. Để sử dụng cho các mạch điện tử chính xác cao thì người ta thường đưa qua một cái con IC ổn áp. Thì con IC mà phổ biến nhất, rất nhiều IC, tuy nhiên phổ biến nhất là con IC họ 78 hoặc 79. 79 xài nguồn âm, còn 78 xài nguồn dương. 78 12 7805 7809 7806 7815. Thì đây cụ thể là trong cái thường thường trong cái bo máy lạnh nó xài hai cái giá trị điện áp một chiều. Một là 12V, rồi xài 7812. Thì 7812 á là điện áp đầu vào nó 14V rưỡi tính 30V. Thì ngõ ra luôn luôn ở giá trị 12V. Còn 7805 thì nguồn ngõ vào là 7V tới 25V và ngõ ra luôn luôn là 5V. Thì cái phổ biến người ta sử dụng hai con này, đi xem này.
Và để hiểu con cái xe này hoạt động sao thì chúng tôi sẽ có một cái chuyên đề cụ thể hơn. Chúng ta chỉ hiểu gì, cái con cái xe này có chức năng nhiệm vụ bù điện áp chỗ này. Ví dụ chỗ này tăng thì con cái xe này làm cho điện áp sụt áp qua nó nhiều, phải không? Và cái con điện áp chỗ này giảm thì IC này làm cho điện áp sụt ngang nó ít lại, làm cho điện áp ngõ ra cố định. Thì cái cách thức như vậy ta gọi là cái phương pháp là bù điện áp hay là phương pháp tuyến tính. Ngoài ra nó còn cái phương pháp khác gọi là phương pháp xung ống áp bằng cách điều chế đồ ống xung. Thì cái phương pháp đồ ống xung này nè, mạch nguồn xung nè, thì chúng tôi cũng trình bày một cái chuyên đề khác. Rồi chúng ta thử một số, chúng ta thực hành để minh chứng một số điểm, một số chỗ vấn đề ha. Ví dụ giờ chúng ta coi cái mạch này không có tụ, chúng ta đo cái nhiêu vôn, chúng ta lắp cái tụ vào xem nó nhiêu vôn ha. Rồi kể cả chúng ta coi ngõ vào cũng chăng IC 712 là bao nhiêu vôn và ngõ ra nó nhiêu vôn. Thì đây là cái nguồn nè, AC vào nè. Đó, AC vào. Đây ha, dây nguồn AC vào ha. Đây là cái điểm cắm nguồn vào line nè, trung tính nè ha. Rồi. Rồi đây là cái hai cái cuộn dây chống nhiễu nè. Tụ lọc nhiễu nè. Đó, tụ lọc nhiễu nè. Rồi. Cầu chì nè. Cầu diod nè, đó giờ ta tích hợp thành bốn con diod tích hợp đây là IC nè. Đó. Rồi sao nữa? Phải có biến áp, tức là sau khi chúng ta thanh mạch á thì sau khi qua cái cuộn dây chống nhiễu thì nó sẽ qua được biến áp để giảm áp xuống. Giảm áp xuống thì nó qua cái cầu chì, giảm áp xong rồi qua cái cầu diod. Thì chúng ta xem nè, do cái mạch này là nó mất biến áp, chúng ta chế lại, chúng ta đưa cái biến áp vào đây. Đó, ta hàng biến áp thêm vào đây. Từ đây AC vào nè. Đây là mát nè, đây là line nè. Đó. Rồi ngõ ra biến áp nè, ngõ ra là ngõ ra biến áp đưa vào hai điểm giữa của cái cầu diod, IC cầu diod bốn chân đó, còn hai chân ga của cầu diod là điện một chiều. Một chiều đây là 18, khoảng 18 volt đó. Ha, thì giờ ta đo thử, ta kiểm tra từ từng đoạn một, từng khu vực một, ta kiểm tra nguồn điện nó sao ha, tham số mạch điện. Đây ta bật đang ta đo từ, tôi kiểm tra nguồn AC vào. Đây AC vào. Đây là mát. Đây là 220V. Phải không? 220. 250 nè, thằng nào 250, ta bật thằng nào 250 ha, AC. 220 ha, rồi. Rồi. Chẩn là mát đó. Mà là xe giống nhau. Để đó. Chúng ta đo hai dây vào qua biến áp. Tuy nhiên điện áp ga của biến áp thấp hơn. Chúng ta bật thằng đo thấp hơn để dễ thấy. Dễ nhìn. Đây. Đây là mát giống nhau. Đây. Khoảng 10 khoảng chúng ta lấy mắt chỗ này cho nó chắc ăn rút điện lấy mắt lại. Đây điện AC ngõ ga của biến áp là nhiêu volt đây, thằng nó 50 giữa đây nè, đây khoảng 18 volt 19 volt gì đó ha, 19 volt. À, 19 volt được chưa? Nó vào 220, 19 volt. Rồi, đây là AC. Rồi, bây giờ sau khi qua cầu diod. Qua cầu diod thì điện áp ga. Chúng ta kiểm tra thử điện áp ga. Đó. Là nó khoảng 18 volt. Nó thì chúng ta đã xem nè. Đây là mát của đây là mát. Đây là 78 luôn. Đây là mát. Mắt DC. Và chỗ này là con IC 712. Đó, chân vào đây. Chỗ này 12 volt. Chỗ này là 18 volt.
Nó đây. Trên 18 V, 24 V. 18 V. Nó khoảng 10 đây. Mười mấy volt thôi, mười mấy volt. Đó. Bây giờ trong trường hợp này chúng ta chưa có tụ nha. Chưa có tụ. Đây ngõ vào nè. Ngõ vào của 7812 nhìn ra phải không? 7812 nhìn ra nè, ngõ dưới nè. Con này 7812 nè. Xe áp 7812 nè. Con này nè. Chân số 1 là chân bên đây nè, chân 1 bên trái còn 1, 2, 3 nè. Chân số 1 đây nè. Chân mát ở chân này nè. Chân 1 là chân ngõ ra của cái cầu diode. Đây. Nhìn đồng hồ có nhiêu volt nữa. Đây. À. Rồi. Thì áp này nó DC nè. Đây là DC rồi, chúng ta đo AC không đúng, thấy chưa? Đây. Qua cầu diode là DC rồi đó. Bây giờ nhìn thế nào. 18 V. 18 V DC nghe. Thằng đo DC nè. 50, 50 đây nè, 40 nè, 30 nè, 20 nè. Thấp hơn 20 chút là 18 V nè. Chân số 1 của 7812 là khoảng 18 V ha. Rồi chúng ta xem bên ở đây là cũng là ngõ vào của con 7805. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta con 7805 là con này. Xe tấm ống áp 55. Chân 1, chân 2, chân 3. Chân 1 là 12 V đây. À, 12 V ở đây. Tại chân 1 của con 7805 là chân 3 của con 7812 là điện áp chân vào là 12 V. Đây 12 V. 12 V. Đây ngồi ra đây là đây là ta đưa thẳng vào luôn, thẳng từ AC vào không qua chân số 3 của 812. Cho nó lấy thẳng điện áp ngoài là 18 V luôn. 8 luôn ha, chứ không quay qua 812. Nó song song. 18 V, đây 18 V. Thì có ra là đây 18 V. Bây giờ chúng ta đo thử, chúng ta đo xem chúng ta dịch hàng cái tụ vô. Ở đây là chưa chưa có tụ, tức là sau chỉnh lưu chưa có tụ. Ở đây chúng mới sao khỏi chỉnh lưu, chưa tụ, tức là ngõ ra của chỉnh lưu đây. Chỉnh lưu này, nè, chỉnh lưu này ngõ ra đây. Mát chỉnh lưu, mát của DC. Đây là ngõ ra của DC chỉnh lưu. Đó, thì đây nè. 18 V. Bây giờ chúng ta hàng cái tụ lọc cho xem sao. Tụ hàng vô chứng vô đây. Tức là xem giai trò tụ nó phải tăng điện áp lên không. Đây cái tụ này là có điện dung là 2200 mF và điện áp chịu đựng là 25 V. Đó. Thì chỗ này nó đo 18 V thì gắn tụ 25 V ok, không vấn đề gì. Ha, không vấn đề gì. Rồi giờ hàng cái tụ vô ha. Hàng tụ vô xem là điện áp. Điện áp 24 V kìa. Thấy không? Nó hàng tụ 24 V đó, tăng lên 1,4 lần đó. 16 phẩy mấy tăng lên 1,4 là 24 V đó. À. Nhà có tụ thì sẽ tăng lên điện áp, tăng điện áp trung bình tăng lên. Nhớ nghe, có tụ điện áp trung bình tăng lên 1,4 lần nha. Đó. Rồi. Được chưa? Nó thấy không? Này không có tụ là có 10 khoảng 17 18 V gì 16 V mấy thôi. Có tụ điện áp tăng lên rồi. Hỏi tại sao? Tại vì cái tụ nó làm tăng cái độ bằng khoảng của điện áp lên, nó làm
nó bù lại những cái khoảng khe khe hở chỗ cái lúc xả điện không có điện áp á, lúc giảm điện áp á, tụi nó duy trì đó, làm điện áp trung bình tăng lên, tăng bao nhiêu lần, tăng 1,4 lần, thì do đó nãy là 16 mấy đó, giờ tăng là 24 V đó. Nãy nó thấy ra gỡ cái tụ ra thì chắc chắn điện áp thấp xuống, nó lại tụ, người ta gọi là tụ lọc đó. Bây giờ nó 10, nó 2 mấy V đúng không, 2 mấy V, 2 mấy V ngõ vào của 7805, 7805 cũng ngõ vào như 2 mấy V, 25 V, ngõ ra, ngõ ra 7805 5 V, bật thử thấp xuống. Đây 7805, bộ IC 7805. Ngõ vào 7805 là 20 mấy V. Đây 14 V. Đó. Ngõ vào 7805 4 V, ngõ ra. Ngõ ra 5 V thôi. 5 V, thang đo 10. Đây. 5 V. À, 4 đây, 5 đây. Hôm nay còn 7812, ngõ vào 812 nhiêu V? Cũng 2 mấy V mắc song song hay là mắc song song? 24 V. Ngõ ra thì có 12 V thì bật thang đo 50, ngõ ra chữ số 3 là 12 V. Chữ số 3 đây. Số 3 à, nhìn 12 V kìa ha, 12 V giờ 12 V ta bật thì cho thấy nè, 12 V tăng lên 10 thì múc kim luôn nha, múc kim không, múc kim đó. Rồi chúng ta thì nguồn tiến tính cũng khá đơn giản đó, mà chúng ta xem nè. Vậy thì những vấn đề gì liên quan tới cái nguồn? Đây là bình thường. Còn khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta làm thợ thì chúng ta sẽ sửa chữa. Chúng ta sửa thì cái nguồn này nó có những cái sự cố hư hỏng, chúng ta sửa chứ còn không hư hỏng nó làm gì? Thì chúng ta có một thói quen là chúng ta phải nghĩ ra là phải đo như thế nào để biết con đứt không đứt, chết không chết. Thì cái đó là nó cũng hơi chưa chưa phải là tối ưu lắm. Thì để các bạn sửa được cái bo điện tử nó hiệu quả thì chúng ta nên đo điện áp tại các điểm. À, ví dụ chúng ta phải biết được chỗ này điện áp gì, AC DC. Chỗ này AC DC bao nhiêu V, chỗ này xung hết điện áp là mức. Thì cũng giống như ông thầy đông y ông bắt mạch ông bấm biết là mạch đó, như vậy bệnh không bệnh. Thì ví dụ đây nè, đây bình thường chúng ta thấy ở chỗ này là điện gì? Điện AC 220. Ha, ở đây là điện AC nhưng mà khoảng 2 mấy V thôi, 18 V thôi. Thì sau khi có tụ vào thì nó khoảng 10 mấy V, tăng 2 mấy V, 24 V. Đó. Bây giờ gắn cái tụ vào mà nó không tăng, không tăng thì ta nghi sao? Nghi ngờ tụ hư, tụ đứt hoặc là tụ tụ đứt ha. Ừ. Tụ chạm thì chắc chắn là nó sẽ có vấn đề tụ chạm. Nếu tụ chạm nó mát thì dòng điện tăng đứt cầu chì. Thì chúng ta xem. Chúng ta khi chúng ta thuộc, chúng ta hiểu được tất cả những cái điểm quan trọng trong mạch điện nguồn này nè, thì chúng ta khi mà chúng ta sửa đó, tôi cắm điện vào một cái bo nào đó bất kỳ, chúng ta coi cho là nó chút chặt nó hư hỏng đó, thì chúng ta đo đạt kiểm tra thì nó không đúng như cái thông số này, những cái thông số mạch điện này, thì chúng ta từ chỗ đó, đó chúng ta kiểm tra suy luận loại suy để biết được chỗ hư đó. Thì cái mạch nguồn nó có 2 kiểu hư hỏng, một là gì? Mất hoàn toàn, mất hoàn toàn, nó không có nguồn, không có điện áp. Nó thứ hai là gì? Nó giảm điện áp. Bây giờ giảm điện áp. Đó, giảm điện áp. Rồi sụt áp đó. Thì có 2 kiểu hư hỏng trong cái mạch nguồn. Một là mất nguồn, tức là không có điện áp bằng 0 V. Đó chưa? Chúng ta điện áp ra đây 12 V. 12 V nhưng chúng ta đo đây không có điện áp, tức là 0 V. Đó, thứ hai là chúng ta thấy nó giảm điện áp, cắm tải vào giảm điện áp, được chưa? Thì hai cái bệnh căn bản nhất, kinh điển cố hữu nhất của cái bộ nguồn, thì cái nguồn liên quan tới gì? Công sức, được chưa? Rồi bây giờ cái chuyện mà nó không có điện áp đúng 12 V đây,
Đó, thì để sửa cái mạch nguồn đó, rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem điện áp nó ra sao cùng nó có không. Ví dụ đây nó 12V so với mắt. Mắt đây là mắt gì? Ở đây là mắt DC. Nếu đây có 12V thì lập tức ta suy luận ngược lại trước, tất cả đều trước hoạt động tốt. Không có những gì bàn cãi hết. À, mà nếu đây mà không có 12V bằng 0V chẳng hạn thì chúng ta kiểm tra trước đây. Ở trước đây có điện áp nằm trong khoảng 14 đến 20 đến 30V mà ở đây không có 12V thì con IC này có thể hư hỏng hoặc chạy không đúng hoặc chết. À, tương tự ở đây, giả sử đây có điện áp đúng khoảng này thì chúng ta hiểu rồi, đây là con này hư hỏng hoặc chết. Rồi giả sử chỗ này mà không có điện áp thì có nghĩa là chúng ta đã thấy đoán các cầu diode này có thể không hư. Nếu mắc diode rời thì hư chết một con, đứt một con, đứt còn không vấn đề chứ. À, cái cả đứt hai con mà dụ như con 1 với con 3 thì cũng chẳng hề hớn gì, mất một bán kỳ thôi, điện áp nó ra giảm. Nếu mất tối thiểu 3 con thì mới là mất hết nguồn ra. Hoặc là điện áp này đứt, bây giờ hoặc là cũng sơ cấp đứt, hoặc cung dây này đứt, hoặc cung dây này đứt, ha. Thì những trường hợp mà ta giả thiết là nó cái nguồn hư là đầu tiên vô để kiểm tra xem cái nguồn có hay không, sau cùng nhất của cái mạch nguồn, tức là đây là ví dụ đây là 7812 thôi, có ra đây khoảng 12V, thì chúng ta bật cái thang đo, máy đo ở chế độ đo điện áp DC. Đây điện áp DC. Chúng ta kẹp mát vào đâu? Kẹp mát DC nghe nhớ nha, kẹp mát DC. Để dễ chúng ta kẹp mát DC chỗ nào đó có mát DC, mình cộng gãi dễ kẹp ta kẹp vào. Và bật thang đo DC. Nhớ nghe. DC. Thì chúng ta đo 12V thì chúng ta bật thang năm mấy? Thang 50. Thang 50 nè, mới đo được 12. 0 nè, 10 nè. Nó qua 10 xíu là 12. Còn ta bật thang đo cho chúng ta thang đo 10 thì nằm đây, thang đo 10 nằm dưới này, dưới cùng. Thì lớn nhất của nó chỉ có 10V thôi, sao ta đo được. Hiểu chưa? Đó là cái cách ta bật thang đo, đây là thang đo DC. Đó. Bây giờ nó lại này, giả sử đây có 12V thì chúng ta mặc nhiên hiểu rằng toàn bộ cái mạch nguồn hoạt động tốt, không có hư hỏng gì hết á. Cái bo nó hư chỗ khác chứ không hư chỗ mạch nguồn. Còn ở chỗ này mất nguồn. Mất nguồn tức là này không có 12V ở đây. Chúng ta đo từ không từ mát nè, kẹp mát nè. Kẹp mát DC. Đo với 12V chỗ này mà nó không có điện áp thì chúng ta lập tức vẫn giữ nguyên mát. Nhớ nghe, chúng ta đo DC, ta giữ nguyên mát DC. Đo đây. Ở chân ga của cầu diode là điện DC. DC. Chỗ này có điện áp 14,5V cho đến 30V mà ngõ ga không có thì con IC này đài. À, ta nhổ IC này ra, cắm IC khác vào chạy tốt là coi như xong, sửa xong bạch. Còn ở chỗ này điện áp thấp hơn hoặc ngoài đây thì chắc chắn là chạy sai và không có điện áp. Mà chỗ này hoặc nó không có điện áp thì chúng ta nghi ngờ cái cụm diode này bị hư. Mà dễ thấy nhất là đứt. À, chứ chạm thì cũng vấn đề, chạm thì có thể có điện áp mà nó chạy sai. À, rồi. Rồi. Hoặc giả sử cái cụm này bình thường không hư hỏng gì thì nghi ngờ tiếp theo là cái cụm sơ cấp, xin lỗi, cụm thứ cấp này đứt. Cụm này đứt thì sao? Cụm này đứt thì chắc chắn là không có dòng điện thứ cấp chạy ở đây thì không có điện, không có nguồn, không có sự từ cảm ứng này được, không nguồn. Thì do đó cái như mất nguồn này, nó mất nguồn này thì làm sao có dòng điện chạy qua ra phía sau được, phải chưa? Hoặc ở đây có điện áp, mà điện áp đây chắc chắn là 18V, nhỏ hơn này. À, ở đây có điện áp, mà cái cụm này, sau khi qua cụm này là mất, thì coi như có thấy cụm này hư. Còn chỗ này không có điện áp, thì chúng ta đo tiếp đâu, đo tiếp cũng sơ cấp. Sơ cấp lúc này là điện áp nhiêu? Điện áp AC 220V. Mà chúng ta đo có điện áp, thì sao? Thì nguyên bằng trước nó không hư. Còn ta đo mà không có điện áp, thì sao?
Làm sao? Thì có thể là con này đứt, con này đứt. Chứ không phải là không có điện áp đâu, đây là cụm này đứt nghe. Cụm này đứt vẫn có điện áp 220V. Mình nhớ nha. Cụm này đứt vẫn có điện áp 220V nếu đo điện áp AC. Đó như vậy chú ý, khi chúng ta đo qua tới đây thì chúng ta lưu ý đổi cái vị trí kẹp mát. Ở đây là mát AC chứ không phải mát AC nữa. Được chưa? Đó. Rồi chúng ta lưu ý nè. Cái bộ nguồn là cái thiết bị chuyển điện AC thành DC cấp cho cái tải làm việc. Đó, thì chúng ta học mạch điện đó thì chúng ta có quan hệ là công suất nguồn và gì nữa dòng điện. Thì chúng ta thấy nè, ở đây giả sử chúng ta đo điện áp là 12V. Nhưng mà chúng ta cắm điện vào, cắm cho tải vào thì lập tức điện áp này không còn 12V nữa mà nó sụt xuống 0V hoặc là 7-8V, 6-7V gì đó, nói chung sụt áp. Cái này là cái hư hỏng kinh điển nhất. Thấy chưa? Thì cái chuyện sụt áp á, cái sụt áp cắm nguồn vô, cắm tải vô sụt áp thì có hai chuyện, nói chung là về về cái hư hỏng của cái nguồn điện có hai cái hư. Cái mất điện áp và cái sụt áp. Thì sụt áp trường hợp thứ nhất chúng ta thấy nè. Chúng ta không cắm tải mà chúng ta đo điện áp ra nó vẫn thấp. Thấp là lý do sao? Cuộn này nó bị chạm. Nó bị chạm thì cái số vòng quấn của cuộn thứ cấp là sao? Nó nhỏ lại. Mà nó nhỏ lại thì sao? Điện áp ga nó là hai, điện áp ga đây nè, thấp xuống nó không có 18 nữa mà có 60V thôi. 60V thì làm sao đủ điện áp ga nó IC 182 làm việc. Nếu mà hai là 14,5V nó mới chạy. Ha. Thì ban đầu là điện áp ga nó thấp rồi là do cái cuộn này nó chạm. Được chưa? Hoặc là do mấy điều đó là đứt đứt một cặp. Bây giờ đứt một cặp. Đó, hoặc là hai con hoặc một con. Đứt tối đa ba con thì vẫn còn chạy được một bán kỳ. Đấy chưa? Đứt đứt tối đa là ba con nó mới chết. Chứ còn đứt hai con hoặc một con thì cái cầu này vẫn chạy một bán kỳ. Một bán kỳ thì điện áp thấp xuống. Nó thấp xuống thì như vậy thì không đủ điện áp cho người xe 82 làm việc. Thì cái này là không liên quan tới tải chứ. Ngay ban đầu nó đã điện áp thấp rồi. Trường hợp thứ nhất là điện áp thấp không ảnh hưởng tới tải. Trường hợp thứ hai là chúng ta đo điện áp vẫn là 12V ngon lành. Khi cắm tải vào thì sụt áp. Được chưa? Cắm nó vào sụt áp, chúng ta thử nghiệm cho các bạn thấy nè. Chúng ta cắm tải vào sụt áp ha. Đổi từ AC sang DC nè, DC này từ 0 đến 12V ha. Công suất tối đa là 1A. Bây giờ chúng ta coi điện áp là chỉnh ra nè, tới đây là 5V, 12V nè, 15V nè ha. Rồi chúng ta chỉnh cho 12V ra xem. Đây 11V, 12V chỗ này. Đó. Còn đây là tải, là đây là động cơ DC, động cơ DC nha, xài điện một chiều, chúng ta cấp cho thử nó chạy không. Tay mát đây. Mát. Rồi. Chạy ha. Nó chạy đó. Và chúng ta lưu ý nè, khi chúng ta giảm điện áp xuống thì động cơ chạy chậm lại. Chúng ta điện áp xuống ha, rồi không đứng nguồn nha. Bên tôi lưu ý nè, nhìn nè, dòng điện có tải này rất là bé, nó 0.0 mấy, đây là 0.2 nè. 0.2A. Chỗ này là 0.1, đây 0.0.05 gì, 0.4 gì được 0.5 nữa. Thấy chưa? Thì thử cái tao cản trở nó chạy tăng dòng không? Nó tăng chút xíu không? Nhích lên thấy không? Thì ta thấy tải nặng tải là nhích lên thấy không? Nó thấy chưa? Nhích lên, nặng tải nhích lên thấy không? Đó, nhích lên liền, dòng nhích lên. Tuy nhiên cái động cơ này rất là bé, chả ảnh hưởng nhiều chứ. Ha, rồi. 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 Rồi chúng ta lấy này ra, chúng ta thử động cơ khác đây. Xem nó chạy, động cơ lớn hơn đây, động cơ lớn hơn nè, coi nó chạy như thế nào. Có ảnh hưởng gì nguồn nha, chúng ta cấp tải khác vô. Xem có ảnh hưởng gì nguồn không. Rõ ràng nguồn này thấy em chỉnh nè, 12V nè ha, thấy chưa? Đây 12V nè. Đó, ta chỉnh 12V đàng hoàng nè, khi cắm nguồn thử xem nó sao. Nè. Đây. Đây là gì đây, gì lửa đây, gì mát đây. Kẹp đây.
xem nè, cái thử động cơ chạy không nha. Nhích cái thì gáp xuống liền, gáp xuống không rồi thấy không? Bây giờ không ngon rồi thấy không? Dòng điện tăng lên mức này thấy không? Thấy không? Tăng lên thấy không? Bây giờ buông dỡ ra thì đi gáp tăng lên vị trí cũ 12 V. Nhưng cấp lên vô thì sao? Sụp nguồn này thấy không? Dòng tăng nhưng mà nguồn sụp xuống. Đó. Rồi gỡ tải ra thì sao? Thì gáp bình thường liền. Thấy không? Đúng chưa nào? Đó, chúng ta thấy đặc biệt gì không? Đó. Được chưa? Nói chúng ta điện áp 12 V này nè, dòng bằng không chưa có tải, cấp vô dòng tăng lên liền, xong điện áp sụp xuống gần 0 V. Đó. Đó thấy không? Đó. Rồi. Chúng ta gỡ cái này, chúng ta ngồi nguồn này ta kẹp lại thử coi chạy được không. Cái gì không ổn rồi, tăng lên thấy không? Bỏ nguồn ra, bỏ tải ra là nguồn tăng lên liền. Đó, nhưng mà cắm vô thì nó sụp xuống liền, sụp áp xuống liền. Đây là một những cái sự cố kinh điển của cái mạch nguồn ha. Rồi bây giờ mạch này con máy này chạy nổi không, có ảnh hưởng giống vậy không? Đây cũng vậy, đây nguồn này cũng là như đây, nguồn công suất này, nguồn này mấy mA, đây cũng khoảng 1 A thôi, tự nhiên coi cái công suất gì lớn hơn không. Đây 12 V, đây 12 V ha, chưa có tải nên không ampe. Rồi kẹp tải vào cho từ nhỏ tới lớn, đây mát, đây đây chạy ào ào ha. Rồi chỉnh xuống đây, chạy ào ào nè, nó điện áp càng cao thì động cơ chạy càng nhanh. Đó. Nào không ảnh hưởng gì đấy nào. Đó. 11 V, 12 V đang đây. Rồi chúng ta thử cái động cơ này có thể là công suất lớn hơn, mấy động cơ nhỏ hơn, thử động cơ này coi để có chạy sao đây. Đây mát đèn cũng không chạy luôn, sập xuống thấy không, áp xuống không thấy không, thấy chưa, nó xuống nằm không luôn này, không nhấc lên luôn. Đó. Bật lại 12 V, đang 12 V này ha, cắm tải vô sụp áp liền thấy không, dòng tăng lên chúng còn cái kia đâu không khác gì chứ, nó có hư gì không, nó không hư nghe, cái này không phải hư đâu, nó bình thường đó. Đó được chưa. Rồi đây chúng ta xong cái ông này là sao, ông này xem sao, đây này là 11,7 V, nhưng 12 V chỉnh 12 V thử coi chỉnh áp, đây có thể 12 V. Rồi xem có chạy sao. Đây. Ta mở cái này ra. Kẹp nó mới được. Đây nguồn dương. Dương đây mát. Ta xem có động cơ chạy được không. Thế là chạy ha. Đó, chạy mầm luôn ha. Ừ. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thử coi chạy không. Không chạy, nó báo động luôn, ý gì đâu. Rồi rồi thì chúng ta thấy sao, chúng ta cùng một bộ nguồn đó 12 V đó
ba bộ nguồn khác nhau nè, thì chúng ta sao cắm vô hai cái tải khác nhau, một cái tải thì cho chạy thoải mái nè, cái tải nhỏ chạy thoải mái, tải to thì dòng tăng lên cái nó gấp sụp xuống nghỉ chạy, nó gấp sụp xuống bằng không sao chạy được ha. Chúng ta nói điện áp mà không vôn thì động cơ nó không có chạy, điện áp càng cao động cơ chạy nhanh đó. Thì chúng ta thấy cái điều gì, chúng ta băn khoăn cái gì, nó lạ cái bộ nguồn ta thiết kế là 12V nhưng ta cắm tải lớn vô thì nó sụp áp, mà chúng ta cắm tải nhỏ thì chạy bình thường không sụp áp đó. Thì chúng ta lý giải tại sao đó, là cái đây là một trong những sự cố mà hiếm, không phải hiếm mà gặp rất nhiều, mà đa phần các bạn không có hiểu được nguyên nhân tại sao, thì bạn cho rằng cái nguồn sự cố thì cái nguồn điện lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gì cung cấp cho tải. Thì thấy chúng ta thấy để ý nè, người ta chế cái bộ nguồn có điện áp và đi kèm với gì, cường độ dòng điện ampe, ampe nó tỷ lệ thuận gì về công suất cung cấp. Ở đây ta ghi là 1 ampe. Như vậy thì cái nguồn này chỉ cho phép cấp cho tải có công suất thế nào đó để sao, để dòng điện chạy ngang cái bộ nguồn này có 1 ampe thôi, lớn hơn quá thì không được, lớn quá thì sụp áp, được chưa? Thì để hiểu rõ hơn cái này thì tôi sẽ trình bày trên cái mô hình cho các bạn thấy. Chúng ta xem đây là cái mô hình mạch điện nè, nguồn nè, tải nè và cái khóa K nè. Nó thông thường các cái biến áp cũng sơ cấp, thứ cấp, cũng thứ cấp, cũng có cuộn dây, thấy chưa? Và cuộn dây vậy có điện trở thì thông thường nó là điện trở nội, thì ta ghi trong mô hình đầy đủ nè, chính xác nè, đây là nội trở đó nè. Đó. Bình thường ta bỏ qua đó, tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta để giải thích được chuyện đó, ta đưa vô mô hình thấy đây là có nội trở thì mới qua phá ca rồi qua gì nữa tải đó. Thì chẳng qua đây là cái chuyện này là ta đưa vô cái mô hình này để ta phân tích cho thấy chính xác hơn chứ không gì chân, chứ sao nói lúc trước thầy nói cái này không có này tự nhiên giờ có, đây là không ảnh hưởng, lúc nào phải có, tuy nhiên trong một số trường hợp là cái ảnh hưởng này nó không ảnh hưởng, cái điện trở này không ảnh hưởng, thì trong trường hợp cái nguồn là cái điện trở này nó ảnh hưởng thì chúng ta coi nè. À, dòng điện chạy từ đâu? Dòng điện chạy trong mạch thế này qua tải, và dòng này lớn hay nhỏ nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào tải, chú ý nha, tải nè, công suất nè, công suất B bằng U nhân Y đó. Vậy thì Y bằng gì? Y bằng B chứ U chứ gì đâu, B chứ U. Bây giờ giả sử chúng ta lấy cái công suất động cơ nãy nhỏ công suất 6W thì giờ xài điểm 12V thì nó ra nhiêu? 0,5 ampe, thấy không? Được chưa? Đó. Thì cái công suất cái nguồn mình nãy là 1 ampe, do nó chạy thoải mái không vấn đề chứ, không vấn đề chứ, dòng này lúc này là có 0,5 ampe, nói chưa? Không ảnh hưởng gì đó. Rồi giờ người ta ví dụ như ta cho cái công suất này, cái tải này công suất lớn hơn, bây giờ tải này công suất là 24W thì cái dòng điện chạy qua cái mạch của nguồn này nhiêu vôn? 2 ampe, xin lỗi, 2 ampe chứ không phải nữa. À, 2 ampe tăng lên 4 lần, 2 ampe. Thì chúng ta thấy, chúng ta coi điện áp này nè, chúng ta coi điện áp ở chỗ hai có điện trở nội này nè, UAB bằng gì? UAB trong trường hợp đầu thì nó bằng nhiêu? 0,5 ampe nhân cho G, đây nè, điện áp hai đầu điện trở bằng cường độ dòng điện chạy ngang điện trở đó nhân cho điện trở. Này học học cái nguyên lý bằng điện rồi thì cái UAB bằng nhiêu? 0,5 nhân cho R. À, ví dụ này cái R này nó bằng 1 ampe, một ohm chẳng hạn nha, bằng một ohm chẳng hạn, 0,5 ampe nhân cho một ohm thì giờ bằng nhiêu đây? Bằng 0,5 V, thấy chưa? Như vậy điện áp ngõ ga này bằng nhiêu? Bây giờ nó sụt xuống còn 11,5 V, sụt hết 5 V. Đó. Thấy chưa? Thì bây giờ trong trường hợp ta tăng công suất lên bằng hai dòng 2 ampe,
Hembe chạy ngang điện chở này, thì bây giờ UAB nó không phải là không có năm nữa, mà UAB giờ bằng gì? Hai em bé nhân cho một ôm bằng nhiêu, là 2 V. Như vậy nó sụt áp xuống, nó sụt xuống còn lại có 10 V thôi. Được chưa? Trong trường hợp cái này là bằng 60 W ha, thì chắc chắn là sao? 60 W thì đây bằng 10 lần này bằng 5 A, bằng 10 lần này 5 A thì sao? 5 V, 5 V còn 10 mấy V. Nhưng mà cái tải càng lớn, cái tải mà càng lớn thì cái việc cái nguồn nó sụt áp là không thể tránh khỏi. Do đó chúng ta khi sử dụng nguồn thì ta cần lưu ý, chúng ta xem cái tải có phù hợp với cái nguồn không. Cái nguồn có 1 A thì chúng ta không được lắp cái tải lớn quá. Chúng ta tính thử, chúng ta dựa vào cái công sức của cái tải cho tính. Ví dụ cho cái nguồn nãy á, cái nguồn hồi nãy là có 1 A thôi, bây giờ chúng ta lắp vô cái quạt nhỏ này đó thì nó có chạy khoảng tầm 0,05 A, tức là công sức của nó rất là bé, có khoảng chừng 1 W không tới nữa, 0,5 W, không có 6 W gì thôi, thấy chưa? Thì nó chạy không có vấn đề gì hết, không sụt áp, không có hiện tượng sụt áp nha. Rồi tuy nhiên cái động cơ sau này chúng ta xe nó gắn vô nó chạy sụt áp liền tức khắc, thấy chưa? Thì chúng ta bây giờ tôi xem thử cái động cơ lúc sau tôi gắn vô đó là công sức nó bao nhiêu mà nó chạy, tôi gắn vô cái nguồn sụt áp, tôi xem động cơ đây, vol là 12 V ha, ampere là 4 đến 6 ampere, 4 đến 6 ampere, 4 đến 6 ampere, 4 hay 6 đây. Bây giờ tôi lấy số nhỏ nhất 4 ampere đi. Bây giờ động cơ này 4 ampere đó, 4 A thì trong khi cái tất cả những bộ nguồn này chỉ có mấy, chỉ có 1 A thôi, được chưa? Đó, nhưng mà thì ta thử tính ra công suất là nhiêu. 4 A thì công suất nhân 12 V, 4 nhân 12 là 48 W, được chưa? Thì động cơ này 48 W đó. Thì chúng ta cắm vào thì nó sụt áp liền tức khắc, chạm được chạm nổi. Cái công suất này, cái máy này có thể công suất lớn chút xíu, chạy được chút xíu rồi cũng nghỉ. Còn mấy máy với công suất nhỏ nhỏ này, máy này công suất có 1 A thôi, 1 A thôi, đây 1 A thôi, thì do đó nó chạy sụt áp. Do đó lưu ý là khi sử dụng nguồn bộ nguồn DC ha, thì chúng ta lưu ý cái tải nó có công suất phải lớn, tại vì cái tải mà lớn quá thì cấp vô nguồn nó không cháy được, không cháy nguồn thì nó cũng phải sụp sụp áp. Bây giờ sụp áp cái nguồn không chạy được. Đó, nhớ chuyện đó, chứ không phải là cái nguồn nào cũng cấp cho cái tải nào được hết trơn nhá, đặc biệt lưu ý cho đó nha. Thì chúng ta cấp tải vô, những con số em hỏi là nguồn khi cấp tải vô sụp áp. Đó. Thì vấn đề nằm ở chỗ đó, đó. Chắc chắn là công suất của tải lớn quá làm cho dòng nó chạy ngang cái mạch lớn quá. Lớn quá thì dòng điện chạy ngang nội trở của cái nguồn lớn quá nó sụt áp. Nó sụt áp đó, đó làm giảm điện áp ra. Đó là cái nguyên tắc căn bản của mạch điện. Rồi cái buổi đào tạo hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi sau. Hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi hướng dẫn các bạn về cái ổn áp xung hay nguồn xung. Xin kính chào tạm biệt.